Sa thần cùng với bé Hưng qua chỗ tôi nghỉ, chuẩn bị lên nhà của cậu Hạo. Wow, căn nhà cũng được đó. Người bình thường muốn lập nghiệp đã khó rồi, không nói cậu tử anh ta là con nhà giàu đó. Đừng nói nhiều nữa, mau lục xét xung quanh đi, tranh thủ thời gian. Wow, sếp Sâm, anh nhìn nè, đều là đồng hồ xịn, giá một chiếc cũng mắc hơn trang bị trên người chúng ta nữa đó. Wow, chai rượu nào cũng là đồ xịn hết. Chai này nè, bạn tôi giới thiệu, mất một nửa tiền lương của tôi đó. Anh ganh tị hả? Rượu của anh ta tất cả đều có được bằng cách phạm pháp, mang nghiệp nặng lắm đó. Thứ này mới đáng ganh tị nè, chiếc nào chiếc nấy đều là siêu xe, còn kẹp cái danh thiếp người bán nữa. Tôi nằm mơ còn chưa có cơ hội đó. Ngon đó, hưởng thụ đẳng cấp. Không phải nhờ tiền tiết kiệm, cũng chẳng nhờ vào đầu tư, mà là làm lưu manh. Đúng là quá có ý nghĩa giáo dục. Người trong giang hồ không như ý mình thôi, có khi có những chuyện làm người khác thấy thôi. Dĩ nhiên cho người khác thấy rồi, nếu không sao mà khoe được chứ. Nhanh tay lên, tìm bằng chứng khác rõ ràng hơn đi. Xếp xong. Ừ. Đây không phải là tiểu quả đáng Monica sao? Cậu Hảo từng hẹn hò với cô ấy hả? Cái vòng tay này với vòng tay mà hôm trước bạn gái cậu Hảo Daisy có đeo đều giống nhau y như đúc. Cô chắc chứ? Tôi xém bị vật đó cào rách mặt, hỏi anh coi có chắc hay không đây. Cái vòng này đúng là rất đẹp, nhưng mà cùng một mẫu vòng tay tặng cho hai cô gái, không có chút thành ý nào, yêu cỡ nào chứ. Cua được ngôi sao thì sẽ quay, không phải là tình yêu. Hậu cung gia lệ 3000, không biết anh ta đã tặng bao nhiêu món quà giống nhau cho các gia lệ. Quen như vậy, không biết có bị S hay không nữa. Nếu không làm lưu manh làm gì chứ, vì lý tưởng hả? Mặc dù như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy Hảo không phải là loại người vô tình vô nghĩa đâu. Có tin tức của Hảo không vậy? Tôi mất liên lạc cô ấy hơn 24 tiếng đồng hồ rồi. Cô ấy chưa từ bao giờ như vậy. Cái xác không thể là cô ấy được đâu. Alo. Xác nhận rồi hả? Được, cảm ơn nhiều. Tuy cả trước đó vớt được một thi thể nam, rất may là đã xác nhận không phải là Hạo. Sếp Bạc à, nếu như cả hai đội chúng tôi phát tán hết lực lượng đi tìm cũng không có tin tức gì thì anh ấy rất có thể đã gặp chuyện gì rồi. Cho dù 99% đã gặp chuyện, nhưng chỉ cần chưa tìm được thi thể, chỉ cần còn 0.1% cũng nhất định phải tìm cho được. Yes sir. Yes sir. Băng nhóm nào tìm tới tận nơi vậy hả? Bị người ta đánh xong, tất nhiên là thấy tức rồi. Nói ra đi, xem tôi có giúp được anh hay không. Im miệng đi. Tôi sợ anh lần sau không may mắn gặp được tôi như vậy đâu. Chuyện anh trốn ở đây đã lộ tẩy rồi, bọn người đó có thể trở lại đánh anh bất kỳ lúc nào. Anh nói ra đi, để xem tôi có giải quyết giùm anh được không. Đám người đó là người gì hả? Bọn chúng là người của Mết. Tại sao hắn cho người ta đánh anh vậy? Cũng giống như anh thôi, đang muốn tìm cậu Hạo đó. Cậu Hạo là con ngựa đầu đàn của Mết, vậy mà phải tìm anh để tìm cậu Hạo hay sao? Giữa hai người đó xảy ra chuyện gì hả? Sao mà tôi biết được.
anh không biết thì nói những gì mà anh biết đi. Để anh hợp tác với tôi không chỉ giúp được bản thân anh mà còn giúp được cậu Hạo nữa. Nè, tối hôm kia cậu Hạo gọi cho tôi, kêu tôi tạm lánh mặt vài ngày, nói là có chuyện xảy ra. Chắc anh phải hỏi anh ta có chuyện gì rồi chứ. Tôi còn chưa hỏi anh ấy đã cướp máy tôi rồi. Mới đầu tôi cứ tưởng anh ấy chỉ trốn bọn đòi nợ thôi. Bây giờ ngay cả Matt cũng kiếm ảnh. Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ ngoại trừ Matt, ở ngoài còn có những kẻ thù gì? Thắng Liên Đông Hưng Tân Hòa, ai cũng không ưa ảnh hết. Ngay cả cha chú Dây Giang Hồ ông Thiêm, trước đó cũng mới tranh cãi gây gắt với ảnh. Tôi thực sự không biết là ai. Sếp Mạc, vậy chưa? Thì ra Mess cũng đang cho người tìm kiếm cậu Hạo. Nhưng ít ra chúng ta biết được cậu Hạo không phải bị Mess trừ khử. Không lẽ Mess phát hiện Hạo lấy cái máy tính của anh ta rồi? Tôi vẫn chưa biết. Nhưng mà chắc là phải tìm những kẻ thù khác của cậu Hạo, xem có manh mối gì hay không. Được rồi, phải ta cẩn thận đó. Yes sir. Gà nhỏ. Gà nhỏ hả? Mau giúp tôi tìm hiểu cha chú già ông Thiêm dạo này xuất hiện ở đâu. Chà, có vụ gì vậy? Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi anh đó. Mau lên đi, đang gấp lắm đó. Có tin gì nhớ gọi tôi đó biết không? Nghe rõ. Ừ. Gà nhỏ. Alo. Alo, sếp Sâm, có tin tức nè. Ông Thiêm, sếp Sâm tìm ông. Ông Thiêm. Sếp Sâm, đã lâu không gặp. Mời ngồi. Phải rồi, anh có chuyện gì không? Tôi tới tìm một người. Muốn tìm người gì vậy? Trung Thiên Xã, cậu Hạo. Xin lỗi nghe sếp Sâm, tôi không giúp được rồi. Tôi đã nghe được thông tin rồi. Trước đó ông với cậu Hạo đã gây lộn một trận, còn rất căng thẳng nữa. Giang hồ đúng là không có bí mật. Tên khốn Quách Hạo này, nó đúng là thứ không sợ chết. Cậu Lạc là cháu trai của tôi, nó mới trở thành ảnh đế, dĩ nhiên sẽ có nhiều người mời nó đóng. Thật không ngờ tên khốn này cho người tới hăm dọa nó, ép nó ký hợp đồng. Anh tưởng bây giờ còn là thập niên 90 hả? Ngay cả địa vị giang hồ cũng không giải quyết được hay sao? Trước giờ tôi làm người không bao giờ ỷ mình lớn có quyền. Tôi đãi cả tiệc, mở lòng nói chuyện với nó. Nhưng mà cái tên khốn này lật bàn ngay trước mặt tôi, không hề coi tôi ra gì. Anh ta không nể mặt ông, ông tha cho anh ta chứ. Đàn em của ông chắc không tha đâu hả? Mạng nó lớn, gặp đúng lúc cô của tôi vừa mới mất. Thế hệ già chúng tôi, nếu có người thân vừa mới qua đời thì tôi nhất định sẽ ăn chay trong 49 ngày. Nếu tôi đã ăn chay rồi thì tôi không muốn đổ máu trong những ngày đó. Loại người như nó suốt ngày gây quả khắp nơi. Cho dù tôi không đích thân xử nó, ngoài kia cũng có rất nhiều người muốn xử nó. Tất cả đều là do nó tự chuốc lấy. Vậy chắc ông sẽ cho người điều tra anh ta, có biết hang ổ anh ta ở đâu hay không? Điều này phải hỏi Trung Thiên Xã rồi, tôi không giúp được đâu. Phải rồi sếp Sâm, cũng trễ rồi, không tiện. Ông xã. Rồi, không làm phiền ông Thiêm nữa, cảm ơn nhiều. Đây không phải là tiểu quà đáng Monica sao? Cái vòng tay này với vòng tay mà hôm trước bạn gái cậu Hạo Đen có đeo đều giống nhau như đúc đúc. Sao tới tìm anh sớm vậy? Trời ơi, người ta phải đi spa làm mặt đó mà. Cố tình qua đây nói với anh, kêu anh không cần để mang cơm. Ờ ha. Sếp à, nhãn hiệu này mỗi năm đều tung ra vài mẫu trang sức số lượng giới hạn. Trong đó thì mẫu vòng tay này là mẫu mã của năm 2016, dùng văn minh Babylon làm chủ đề chính. Vòng tay này ở Hồng Kông có tất cả bao nhiêu chiếc? Chúng vậy? Tôi là đại lý độc quyền ở Hồng Kông, toàn quốc chỉ có 5 cái thôi và đã bán hết từ sớm rồi. Vậy có xem được đã bán cho những khách hàng nào không? Đây là dữ liệu của khách hàng, chúng tôi không thể tiết lộ. Vậy bán cho nam hay nữ chắc là biết được mà, đúng không? Dựa vào dữ liệu hiển thị thì có 2 cái được bán cho 2 người phụ nữ khác nhau, còn 3 cái còn lại được một người đàn ông một lần mua hết. Cô Dương à, sau khi cô điều trị da 2 lần xong, nhìn da cô đẹp hơn rất nhiều đó. Vậy hả? Cảm ơn cô. Em nói tiệm đó là Thi gì hả? Thi Spacey Beauty đó. Ờ, phải rồi. Cô Dương, hồi nãy chúng ta đã gặp nhau ở nhà mặt dược rồi. Anh tới đây làm gì vậy? Có những chuyện không tiện nói trước mặt ông Thiêm, cho nên tôi cố tình tới đi tìm cô. Muốn điều tra chồng tôi hả? Chuyện của chồng tôi không biết cái gì hết á. Tôi chỉ muốn biết mối quan hệ giữa cô và cậu Hạo thôi.